Om Ben Sarasato Om, 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 Om Ben Sarasato Om. Tại Mỹ này, Phật giáo cộng đồng hình thành trên 40 năm.
Rõ ràng người Việt Nam lớn ở đây, vùng vùng cam, nơi đây là nơi đất trống trồng cam, không có một ngôi chùa nào. Nhưng sau 40 năm, ngôi chùa trong tâm chúng ta được khóa thẳng thực tại và Phật giáo đâm chồi bể lọc ở tại vùng này. Cho nên đây là thứ rất lành chim đậu, rất không lành thì sao? Nhậu luôn chim. Rất lành thì chim đậu, rất không lành thì nhậu luôn chim. Đó là đó. Là lâu lâu thầy mới coi tập bảy các vị đứa con tôi kìa. Thì rõ ràng là chúng ta phát tâm vì cảm mến, vì mang cái ơn của Đức Phật. Nhưng mình không hiểu thấu điều này, mình cứ nghĩ rằng là mình đâu có Đức Phật, nó có liên quan gì nhau mà mang ơn. Do vậy cho nên hôm nay chúng ta phát tâm bồ đề là để đền ơn Đức Phật. Ngài đã trải qua bao nhiêu kiếp làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn. Thầy thường nói với quý vị ấy, là bụng lớn nên dung những điều khó dung nên xin hạn, lòng từ nên xả những điều khó xả giữa thế gian. Mình gọi rằng người có cái tấm lòng lớn, có bụng lớn thì những điều khó chứa trong thế gian mình cũng có thể chứa được. Những cái điều mà khó bỏ qua, khó tha thứ, mình cũng có thể tha thứ được. Vì sao người ta gọi là biển cả? Bởi vì nó có thể chứa được con cá kình to lớn, mà nó cũng có thể chứa được con tôm, con tép. Vì vậy cho nên nó gọi là biển bao la. Tâm chúng ta được gọi là rộng lớn khi chúng ta có thể dung chứa được những tâm hồn lớn lao, những cái tài trí, nhưng cũng có thể thương yêu một đường nào những người hư hỏng tàn độc. Đó gọi là tâm hồn lớn lao. Như vậy thì nhẫn những việc khó nhẫn, và từ đó mà thành tựu được nhân tròn quả đủ mới được thành Phật. Có người nói sư thầy, con đi chùa mà Phật không gia hộ cho con, cho nên xin con sẽ tốt. Thầy nói vâng, Phật có gia hộ cho cô, cho nên xin cô sẽ tốt. Còn nếu như Phật không gia hộ thì xin cô bị đổ lốt rồi. Có phải như vậy không? Phải nghĩ ra như vậy chứ đừng có, để nó nghĩ sai đi nha. Phật gia hộ, cái đó là không phải Phật gia hộ mà các cô gia hộ, lưu sư Phật gia hộ. Hồi xưa thầy mới mua cơ sở này, Phật tử giới thiệu cho thầy một anh chàng làm thợ xây dựng đến để sửa chữa. Thì anh này đến, thì anh này nói thật, anh là một mục sư của đạo Tin Lành. Và anh đến đây, anh ngồi nói thế này: nên trước khi đến đây tôi suy nghĩ rất là nhiều, nhưng cuối cùng tôi quyết định tôi đến bởi vì tôi nghĩ rằng là Chúa đã cho người Phật giáo cái nhà thờ này. Thế tự nhiên tôi nói cho, nói không, Chúa cho thầy biết đó. Thầy nói thôi cũng được, thôi vậy đừng nói Chúa hay Phật nữa, bây giờ nói nên là cái gì, bao nhiêu tiền, đó là cái mục đích mà anh đến đây. Nhưng rồi anh nói một lát sau nó lại dầm dầm. Nói chung anh cũng muốn thầy là nên cải đạo. Thành ra là nó thôi, thầy là cái lời siêu Phật hết thuốc chữa rồi, không thể cãi được nữa. Thì rốt cuộc anh bỏ luôn. Rồi chúng ta thấy không, tức thành là nhân tròn quả mãn của thành Phật. Giáo hóa khắc tất cả cơ duyên hoàn tất, ngài mới nhập niết bàn. Thực ra Đức Phật là niết bàn, nhưng ở trong có nhiều bản kinh mà thầy đọc như kinh Đại Bảo Tích thì Đức Phật nói rằng là có năm đại nguyện mà khó mà ta thực hiện. Đại nguyện thứ nhất là ta thành đạo trong cõi ngũ trượt ác. Đại nguyện thứ hai là ma không sợ ta. Đó là đại nguyện, không ai sợ Phật hết, chỉ có kính Phật thôi chứ không có sợ Phật. Còn chúng ta thì người ta kính, của chúng ta sợ. Có khi người ta kính đó là do người ta sợ,
ta sợ mất lợi dưỡng, mất danh lợi bị ảnh hưởng gì đó. Còn không ai sợ Phật, nhất là ma luôn hãm hại Phật nhưng lại không sợ Phật. Đó là đại nguyện của Phật. Hay là có một đại nguyện nữa là Đức Phật nói: này A Nan, đất trên tay của ta so với đất trên quả địa cầu là như thế nào? Bạch Thế Tôn, đất trên tay của ngài chút xíu là sao so với lượng đất bao la trên quả địa cầu? Phật nói cũng như thế. Những chúng sinh ở trong cõi trời và cõi người như đất trên tay của ta, còn những chúng sinh mà ở trong các cõi khác nhiều như là đất trên quả địa cầu. Thành ra vô thân đang đất có thân người rất là quý báu, nhưng mà khi chúng ta dậm cây đó, chúng ta bỏ mũi đem ra để chúng ta trả thù, gọi là quân tử trả thù người đem trên bụng. Tự nhiên mình lãng phí 10 năm khác. Rồi mình tính đi, một ngày 24 giờ đồng hồ, 8 giờ đồng hồ đi làm kiếm sống, 8 giờ đồng hồ nữa dẹp chỗ ngủ yến, 8 giờ đồng hồ nữa thì làm gì? 8 giờ đồng hồ là ngủ đó, còn 8 giờ đồng hồ nữa là làm cái việc lẹt vẹt. Như vậy thì 60 năm trong cuộc đời, 20 năm ngủ, còn 20 năm rồi, tại mình ngủ 8 giờ đồng hồ thì có 20 năm rồi, còn 20 năm nữa thì kiếm sống có gì ý nghĩa đâu. Còn 20 năm nữa vậy mà mình đã bỏ mất là 10 năm ra cho mình dậm. Rồi thậm chí mình muốn chết, có người tự tử, tự sát, họ không hiểu cái giá trị lớn khi có được thân người. Và trong trí tuệ của Phật, có được thân người chống quân đồ mù nổi lên được kiếm, gặp phải được một cái bọn cây mục có cái lỗ như vậy, đó gọi là nhân thân năng đấy. Trong trí tuệ của kiếm chúng ta có thấy được thân người có một cái nhược điểm, tức là chịu nhiều cái khổ, nhưng cũng có cái ưu điểm, tức là con người khi quyết tu tập thì khả năng chứng thánh quả nhất hơn các cõi khác. Do vậy mà Phật ra đời trong cõi người, do vậy mà chư thiên xem cõi người này như là thiện xứ. Còn chư thiên sung sướng quá, không bao giờ nghĩ là chuyện tu hành, nó không có thấy thiếu, nó không thấy đau khổ. Thành ra do vậy mà nó mới là cái sự phát tâm. Còn chúng ta do đời vô thường khô quá, thành ra chúng ta ý thức, chúng ta sáng tu để mình chấm dứt nỗi khổ, không muốn tái sanh luân hồi sanh tử nữa. Thì đây là do ý nghĩ như vậy mà chúng ta phát tâm bồ đề. Chánh pháp của Phật, chánh pháp tượng pháp đã qua, chánh pháp tượng pháp mạt pháp. Mạt pháp là sao? Nghĩa là chết rồi. Mạt pháp tức là mạt hết em, là nhiều mạt nghiệp luôn ha, phải không? Cái này không phải rồi. Phật pháp là nó như cây, khi gốc á là chánh, nó là cái rễ, cái chất nguyên của nó, còn cái thân á gọi là tượng pháp, còn cái phần ngọn của nó là mạt. Thì cái đại tướng, cái phần chánh pháp người tu tập thì ít nhưng mà chứng quả thì nhiều. Đó. Rồi cái thời tượng pháp là cái thời xây dựng kiên cố. Sau Phật Niết Bàn là trình nên cho nên tới 1500 năm, không có 1000 năm, tức là từ Phật tới khi nên cho nên đó là thời chánh pháp. Rồi sau 500 năm tới 1500 năm đó, thì đó gọi là tượng pháp. Tượng pháp là tượng, là tương tự, tượng tự, tức là giống giống như vậy nhưng nó không phải như vậy, tức là nó có sự sai lệch rồi. Còn cuối cùng là mạt, mạt tức là nó đang là ngọn, cho nên cái cây bồ đề nó bây giờ nó có tầng cưới, nó có nhánh lá, nó có cành mục, cành rã, nó suy tàn. Thành ra ngày hôm nay chúng ta thấy là người biết đạo thì nhiều mà người học đạo thì ít, người học đạo thì nhiều nhưng mà người tu đạo thì ít, người tu thì nhiều nhưng mà người ngộ thì ít. Thấy rồi không? Đó là cái biểu hiện của cái thời mạt. Và đây cái thời mạt nữa là đạo pháp có đó nhưng người ta không hành nghề. Đạo pháp đỡ người ta nối thôi, đỡ người ta nhân danh là Phật pháp trường tồn, đỡ người ta quyên tiền xây chùa, bỏ tiền túi đi trời.
nó là cái biểu hiện suy tàn của Phật pháp. Có cái biểu mà người ta không vận dụng, có giáo pháp mà người ta không thọ trì, hở ra thì người ta đem ngôn ngữ kiểu khác, người ta đem bằng cấp, người ta đem học vị, người ta đem tài sản, người ta đem cái sức chi phối, sức mạnh họ chi phối trong cuộc sống, là họ thể hiện cái ảnh hưởng của họ, nhưng không phải là người tu học Phật pháp. Người tu học Phật pháp là người có khả năng tác chứng những gì Đức Phật dạy trong tâm hồn của mình. Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ biểu hiện của thời chánh pháp, tường pháp và mạt pháp, hiểu không ạ? Thành ra sau này nói các vị chánh pháp chúng ta biết rằng là sau Phật Niết Bàn 500 năm, rồi sau thời gian đó là tưởng, cái thời gian tưởng pháp nó tồn tại 1000 năm, rồi cái lời sau Phật Niết Bàn 1000 năm, vì sau đó là mạt. Thời mạt pháp vàng sâu lẫn lộn, mình làm việc thật sự giáo dục Phật giáo chưa hẳn gì người ta ủng hộ hết, mình làm đúng chủ trách gì người ta thích, mình đem đến trường Phật học mình giảng dạy kêu gọi mời gọi nên đi học, nên tư tấn, mình đem chánh pháp của Như Lai truyền bá, mời báo chí tới viết một bài, mà sao phải ra tiền cho họ mới biết, mà đem tới tòa soạn chú chích thì nó muốn đem, nhưng mà ông bà cũng là chưa, nó muốn ghen cái muốn ghen cái đáp làm gì, phải không? Rồi ly dị, bây giờ đang có ai ly dị không? Người đó ly dị nổi tiếng, vợ chồng cãi nhau ly dị, cãi cọ cãi xíu ai cũng biết. Còn chánh pháp Như Lai bỏ vào chùa các cái tượng niệm thờ, chúng ta thấy đâu đâu nó, cho nên cái chánh pháp chỗ là con hay mất cái chỗ này. Thái độ của mình sống với chánh pháp, mình là một Phật tử, mình phát tâm Bồ Đề, mình sống với chánh pháp, mình học chánh pháp là thấu hiểu, cho mình tu mình chắc bộ giải thoát, mà bên cạnh đó mình biểu hiện đời sống của mình như lời Đức Phật dạy, đó là góp phần thắp sáng được chánh pháp. Thấy ra cái đó, làm theo như vậy mới giữ gìn được chánh pháp. Cho nên Phật pháp còn đó mà tố dạy rằng là gì? Là người tu hành thì không tà chánh không phân, đúng sai hỗn tạp, cái tà cũng không biết mà chánh cũng không phân rõ ràng. Rồi tranh giành nhau ngã kêu đuổi lợi danh, cuộc sống này nó như vậy đó, tranh giành nhau ngã kêu đuổi lợi danh, nói ra thì người ta phiền não, còn không nói thì nó cứ như vậy đó, mở mắt ra nhàn nhãn thấy điều như vậy, cuộc sống phải không? Đến nước Mỹ khổ vô cùng, Việt Nam khá vậy, nhưng mà giữ cái chùa nó dễ chịu hơn là giữ cái chùa tại Mỹ. Nhắm mắt lại thì mỗi tiền đâu, mở mắt ra thấy cái view nó về, ngồi thiền mỗi không thì cuộc sống mà cái này nó giải ra cái ngồi dính một lại mà không thiền đâu, mở mắt ra thấy view nó về tới đời không cả ăn cốc rượu cốc nước rồi sao cuộc sống. Thế nên là cái cuộc sống lưu hành ở Mỹ nó khổ vô cùng, mình không quen cái môi trường này. Thực ra đó là một cái nguyên tắc của xã hội của tồn tại, nhưng mà chúng ta không quen. Rồi từ đó, rồi một số thần không đủ sức để giữ gìn chùa, bắt đầu là dùng những cái hạn sách. Cô ơi cô tu cái pháp môn gì mà càng ngày cũng càng kế ra vậy? Mình già rồi, mình là cái vế tới đầu gối, đưa hai cái trong cắm xà cừu ra, trong cắm xà cừu hiểu không? Đưa ra cho mình khoe cho cái giò cắm xà cừu của mình. Mà tôi có tu pháp không thì đúng pháp không được, tôi kể ra vậy vui quá cho mới đầu. Ok, thầy mình cho nói cô lớn rồi, cô em phải ra người lớn, nhỏ này mà phải người nhỏ, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó đẹp thế, không phải cái sứ lương vàng đứng thẳng cho đồng nào. Cuộc sống nó là vậy đó, nó nói sao cho người ta vui lòng, người ta ngọt ngào, người ta nghi tương tay là người ta cúng dường. Như vậy là hóng cả tâm của mình và hóng cả thầy, không nên như vậy. Mình học Phật pháp, mình thấy bạn bổn rồi, ông thầy nói bạn bổn rồi, mình không nghe nữa, mình cũng tránh cần thầy nói như vậy. Như vậy là mình tự xây dựng mình, mình xây dựng tam bảo, xây dựng tu chiêu, rồi tránh biết Phật học là bậc nào,
Phật là Phật nào, Pháp là cái gì, tên là gì chi. Cho nên thật sự đại chúng là tên có hai loại, một loại là tên hòa tính, một loại là tên táo. Tên hòa tính tức là những người xuất gia mà sống hòa tính trong Pháp, còn tên táo là người thông hiểu vào Pháp, người là tên báo. Và người tên báo chúng ta cần thì chúng ta phát triển mình quy y tên báo, quy tâm báo á, là tên táo nhưng không quy tên hòa kính. Cái nguyện là không thông hiểu một anh chị mình sai, mình làm sai theo thì mình thọ trì thành bại, cho nên mình không có kết quả giải thoát. Thành ra quy tên Phật là gì, Pháp là gì, tên là chi, không biết gì hết. Suy tàn đến thế, nghĩ tới không khỏi không rơi được nước mắt. Là chư tổ nghĩ tới Phật Pháp suy vi, ngày đêm kinh trở lo âu tìm cách làm sao cho Phật Pháp được giữ gìn tồn tại thế gian này. Tại thưa quý vị, tại đến đây chúng tôi là hai đứa lên tỉnh, không biết gì, biết không sẽ xuống, cho nên mới mở ra cái trường này. Cũng may thay nhân duyên các vị nhiều đời, các vị hướng các tâm hành tập, rồi Phật tử sai lầm giúp đỡ, chân tên thương tướng, rồi cùng nhau giải nghệ. Nó mới ra những đồng xét này. Chỉ vì thấy một điều là Phật tử chúng ta đi chùa nhiều chục năm mà không hiểu đạo. Chúng ta cũng là như vậy, đi chùa mấy chục năm mà không hiểu đạo. Tại sao phải tu? Tại sao phải thờ Phật? Tại sao cái lễ Phật, tại sao cái cúng Phật? Thậm chí còn nói rằng là anh chay có phước. Người học Phật không nói anh chay có phước. Có ai mà nói gà là gà, ta nói em hỏi là bay đến không em? Ai nói vậy không? Đó là gà, 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 thẩm em gò, bay đến. Mà chưa tốt chút nếu thì anh chay có phước là để dụ cho người 20 phước mà anh chay. Đời chứ một cái gì sát đó. Giờ thì anh chê là không cạo tội là gì mà đòi mà hút. Đúng không? Không cạo những tội thôi. Chứ mày dụ cho người ta tham, ta khởi anh chê có phước. Chứ còn người hiếu nhau mà thì mình kẹp nó dò, trước sau đó kẹp dò mình. Đó, nếu như vậy thì tự nhiên mà cậu dò lên thôi. Không muốn sự là nó mổ dò mình. thì thôi không? Cho nên lúc đó là tâm nó khác. Mình nghĩ là Phật khác cũng suy nghĩ từ cái bản của tâm tư con người, cho nên á các ngài rơi nước mắt tìm cách làm sao cho Phật Pháp được trường tồn. Thân làm con Phật mà không thể đền ơn Phật, còn phải khổ cực vì chúng ta mà tu tập thành tựu giáo nghĩa. Như Đức Phật nói rằng giáo pháp bất tử đã được khai phá, ta sẽ là người giảng dạy cái pháp bất tử đó. Đức Phật nói trước khi Đức Phật thành đạo, pháp bất tử chưa được khai phá, loài người chưa biết cách để ra khỏi sanh tử luân hồi. Đặc biệt là A-la-la và Úc Trầu Lan Phất là hai vị thầy vĩ đại cũng chưa ra khỏi được sanh tử luân hồi. Giáo pháp của Phật từ khi ngài chứng đắc đại Bồ Đề, giúp khỏi Bồ Đề thì lúc bây giờ mới được khai phá. Như vậy thì chúng ta thấy ơn Phật biết bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử để mà chứng đắc được giáo pháp này. Chúng ta ngày hôm nay thọ ơn của Phật mà không biết làm gì cả. Chúng ta có một may mắn, đó là chúng ta thừa hướng cái nền Phật Pháp mấy ngàn năm cho lịch đại tổ sư truyền bá. Chúng ta được cái phước báo, đó là sống ở trong quốc độ văn minh tự do nhất trên thế giới qua địa cầu này, đó là nước Mỹ này. Nhưng mà không khéo dòng chảy Phật Pháp sẽ mang một cái đồng tay của chúng ta. Và chúng ta chẳng có thọ dụng được, chẳng có cơ sở được cái nền văn minh này cái gì hết, ví dụ gì cho Phật Pháp của trường tồn. Đây có phải là điều xấu hổ hay không? Nếu như mình biết xấu hổ điều này, tại sao mình không làm cái gì đó? Mình thấy rằng á, có ai mà ngồi đó mà quán thường đóng tối ngàn năm hay không? Tại sao không đứng lên làm một cái đó, gắn mở cái cửa ra, để cho ít nhiều ánh sáng nó tràn vào? Nó sẽ hay hơn để chúng ta ngồi quán trách cả bóng tối ngàn đêm, ngàn năm. Nếu như, thưa quý vị, nếu như mình ráng mình vun vén và xây dựng được một cái trường Phật học này, và xây dựng được một trường đại học Phật giáo thì chuyện gì xảy ra?
Có phải là mỗi người cùng học Phật hay không? Cùng chắc sáng, ánh sáng, chánh pháp hay không? Ánh sáng, chánh pháp thì được xây dựng lên, thì được giảng dạy như là một ngọn hải đen sáng soi cả ngàn đêm. Như vậy, phải là thế hay không? Và ngọn hải đen đó được xây dựng lên, và khi chúng ta thấy thuận nhân đủ cái điều kiện, chúng ta phát tâm kiết tập kinh điển trở lại. Chẳng hạn như nhân viên một trường đại học, chúng ta cung thỉnh và trường có 1.000 người tên học giả trên toàn cầu. Một trường đại học tại Mỹ này, chúng ta có đủ tư cách làm việc đó. Có thể làm việc với họ ở trong nước bạn trong một thời gian, và nhân cũng 5 năm làm việc với nhau, được đã thông, được nghiêng tầm, được thấu hiểu. Rồi sau năm năm đó, chúng ta có thể làm việc với 250 vị ni và 500 học giả. Chúng ta có thể quy đổi lại một khóa ăn tư thiết hạ trong vòng 3 tháng thôi, được công bố tất cả những cái gì đã thông qua đó. Nó biến thành một lượt kiết tập tư tạng thống nhất giáo nghĩa Nam Bắc Triều Phật giáo lên con đầu. Như vậy thì ai sau đó phải chống trái sự thống nhất này, tự nhiên dòng chúng sẽ không tin, không theo, không thọ tin nữa. Như vậy giáo pháp của Như Lai không phải này đã được thắp sáng lên hay không? Chuyện đó đâu phải là nó ngoài sức của chúng ta mà không làm được. Một đời làm như vậy, phước báo của lại hàng ngàn năm. Trong tâm này hành bóng bước điều này vô cùng. Muốn xây dựng, muốn làm được cái điều này là của chúng chiếu ra thôi, tới cũng được. Như vậy thôi, đúng rồi. Và thắp lên ánh sáng Phật Pháp, đỡ lại cho cuộc đời này. Và không hiểu sao trong đầu lại thường suy nghĩ, đây có thể là được kiến tập kinh điển lần cuối cùng của Phật giáo trên địa cầu này. Và vĩnh viễn sau này sẽ không có được kiến tập lần thứ nào nữa. Và Phật Pháp nó để nên trở nên suy tàn. Và tới mức là người đời sau đó người ta không biết Phật giáo là gì nữa. Và giáo pháp của Như Lai quý vị. Đó là những cái điều mà chúng ta nhìn thấy trên trở ưu tư như vậy. Các vị nghĩ xem đọc đơn giản ở cái trường này để nên học Phật Pháp đơn giản. Cho nên việc các vị tương tấn với học Phật Pháp ngay đêm, tức là cùng nhau ủng hộ chắc chắn là thế này. Đừng xem việc học của mình đơn giản để tới học cho biết Phật Pháp ủng hộ thầy mình đâu. Thầy mình trong em ngày em xin lỗi các vị buổi trưa em có chiến công của đức thôi. Thảo cao đâu. Bây giờ này, hồi xưa nó khác, bây giờ khác. Bây giờ vợ con có cháu nào cũng không? Còn cái gì nữa? Phải vậy không? Cuộc sống bây giờ vợ con có trong này không thì cần gì nữa không? Có thì cơ tóc còn chùi được, phải không thầy? Vậy, mới khác bao nhiêu nữa. Bây giờ chỉ cần làm sao Phật Pháp nó được truyền tổ thời gian này. Cái người thầy cô mình nghĩ đại có hạnh lắm trong này đó đâu. Hồi xưa mà thầy nhớ hồi đó, nó nói lên chút đó là rõ ràng đám chết nửa đêm gà cái gì, ai cũng lên mình đi. Mình đi mà thấy xe ngán không? Nghĩ trong bụng á, đám cưới nó ăn mời, đám chết nó mời. Cái người sẽ chết là nó đang sống như vậy. Nhưng mà bây giờ mình phát tâm mình tôi mà làm sao để mình sử dụng đời sống của mình không mất cái nghiệp của nó. Hãy sử dụng cái thân mạng của mình để xứng đáng một đời. Không sử dụng thân này vào những việc vui chơi tiêu khiển ban ngày rồi vứt bỏ, thật là buồn phí. Như vậy thì chúng ta làm được cái bài đó là phát tâm Bồ Đề, phát tâm làm cho Phật Pháp được trường tồn ở thời gian này. Nếu như không như vậy thì thật là vô ích cho mình, vô ích cho người hiện tại sống vô ích, mai hậu chết vô ích. Rõ ràng trong thời gian này có những người họ có một chân lý sống rất là tuyệt vời, đó là gì? Đó là nén ngủ mưa nghỉ mát trời trâu. Trong lý của họ sống như vậy. Vì chúng ta chiêm nghiệm cuộc đời của họ từ đầu xuống tới chân thì sống chặt đó, chết chặt cái địa, không phải là gì. Hay là một trong lý gì lạ. Hồi nhỏ năm đó thầy học lớp 6, có một anh chàng thanh niên đi uống rượu, rồi cái té ở trước cổng trường học, rồi cái nằm xuống, rồi cái ội ngay một cái gọi là cho chó ăn chè. Vậy con chó nó lại liếm liếm cái miệng. Rồi cái nằm nói thôi mà chị hai, đâu chi đâu mà chị hai đang xỉn mà nằm xem cái khách rồi tâm thần mơ rồi ội gà chó mà em cũng nói chị hai đâu.
cái cuộc sống gì mà tại sao các bạn mình sử dụng một cái gì mà nó vô bổ như vậy hả? Tại chúng biết rồi, còn thằng em con chú lớn thằng 10 tuổi mỗi ngày nó cởi cái xe đồng dâm, xe đồng dâm á, xe cân ngang này, này cái xe nó đâu ráng có chạy mát lắm, chạy ơn đất chiêu nào nó bị chở người yêu của nó đi xem xe lên xem phim đó phim nào nó xem nó chở đi ba năm như vậy rồi bỏ mấy xe rồi rồi nó cưới vợ xem là thầy đi tu rồi thầy mới vợ nhà thăm ghé thăm thì hai chồng chọn nhau cô vợ nói à cái ông thằng kia này cái con chú nó nói là nó nói cô vợ nó nói mày im đi cái vợ nó thằng kia không thằng bao giờ đấy cô vợ nó thằng chồng nó mày im đi mày nói nó cầu phép cái đầu mà nó sướng từ lúc đó thầy nó không trả cái nó phát thầy cái nó hồi cô vợ cái thầy nó nói ngày xưa sao mà anh em nghe ngọt ngào vô cùng bây giờ nói thèm mất vậy hả mà thôi xíu có dạy chú ngày nào không mà nói là thèm mất vậy thì không thèm nói rồi ngày xưa chú đi xeo xíu mà chú thấy mặt xíu cũng dễ thương tình hay đâm yêu bây giờ chạy ra sau lưng làm sao đâm yêu nữa cuối đầu mỗi lần đâm yêu thì khó rồi sao cảm yêu quá tại sao lúc nào trong quý như là gặp lúc nào chạy ngay sau lưng rồi nó chạy sau lưng rồi xong rồi trong quý chạy ngược lại hay sao cứ vậy có chạy ngược lại hay sao nên là mình hối cho con lúc đầu hối hoài không trả lời được nhưng mà tại sao là tại sao xấu như vậy là thật là không ít phải không tại con xuống dụng cái thông lần cho có ý nghĩa hơn kỹ tội nạn chẳng phải là ta là ai trời cao chẳng thể chi nổi đất gì cũng khó chữa đối đau đớn khôn nhận con tính không được nên quên bản chất vừa hẹn phát tâm rộng lớn tuy chưa có khả năng phản hồi mạc vọng ngay lúc này nhưng quyết chí lo tính hộ trì Phật pháp mai sau chúng ta nhận thức được lời dạy của tổ như vậy lại thành là chúng ta phát tâm làm theo do đây cùng các thiện hữu quy tụ đạo tràng soạn thuật sáng pháp lập pháp hội này phát 48 lời nguyện nào cũng nâng hóa độ chúng sanh thầm tâm nâng cầu Phật đạo thể nguyện khác khởi bây giờ nhưng đều thề cùng tạm đời vị lai hết lời này nguyện sanh cực lạc giữ vào chín phẩm Phật chín phẩm xong rồi trở lại ta bà như vậy thì đây chính là gì là phát nguyện như là nguyện của Đức Phật A Di Đà và lập đạo tràng cùng nhau tu tập vãng sanh tây phương tịnh độ để thành tựu giáo pháp quy trở lại ta bà cứu độ chúng sinh chứ không phải là đầu vờ tây phương tịnh đàng giải thoát an vui rồi rồi mình cứ tìm sự an vui cho mình quên chúng sinh của đeo trầm luân thành ra cho dầu tu trong cõi đời này hoặc là làm gì hoặc là chứng cái thành Phật cũng vì mục đích độ tạm chúng sanh tâm chúng ta làm như vậy mong sao Phật pháp tăng huy tức là tăng trưởng huy tức là sáng rõ huy hoàng đó pháp môn rộng mở biến tên già được trong lệnh ở trong cõi ta bà của ta bà là gì chúng ta biết ta bà khổ hay là kham nhẫn ta bà nghĩa là kham nhẫn tức là khó chịu đựng tức là khổ này là khổ nhiều vui ít nên con vui chút nhưng mà khổ thì nhiều lắm không phải như khổ trời khổ lạc cho nên là vui ít khổ nhiều còn có cực lạc thì không có khổ chỉ toàn là vui do chúng được tiếp hóa thành nhân gian tịnh độ Phật pháp trường tồn mối ưu tư trong thành thiết tha ấp ủ như vậy gọi là mười nhân duyên tám sách thai đến đây là nhân duyên thứ 10 mà vì sao chúng ta phát tâm bồ đề câu này là câu tóm tắt lại tất cả giáo nghĩa mà hy vọng đại chúng ta cố gắng đọc lại toàn bộ giáo nghĩa này trước là để thấu hiểu chúng ta sau nữa là cái thứ tư này thì có điểm phải không thứ tư thi mà
giờ mình đang có quy trình, ai quy trình đó có quy trình. Tám sắc thái là gì? Chấn tà tâm ngụy đại tiểu thiên viêu. Lấy chấn có tà, lấy tâm có ngụy, lấy đại có tiểu, lấy gì? Lấy viêu có học thiên. Chúng ta đã được thăm người ở trong đạo pháp, sống kênh còn cơ thể an ổn, sống kênh cũng là các đại người được thăm y sống kênh còn cơ thể chúng ta an ổn, ai không an ổn không? Ví dụ như sống kênh ý kênh chúng ta có khi nào bị lỏng không? Hay lỗ tai chúng ta có bị điếc không? Mắt chúng ta bị mờ không? Hay là bị hư tổn gì không? Nói chung chúng ta kinh nghiệm, chúng ta sinh ra đời sống kềm an ổn, tín tâm đầy đủ lại không ma trước. Tín tâm chúng ta đầy đủ cho nên chúng ta mới mạnh dạn ghi danh một góc Phật học 3 năm. Nó thật sự các vị đấy coi ai biết thông tin Việt Nam thì thấy toàn bộ Phật tử Việt Nam có ai được học với các vị đâu. Những cái trường sơ trung cảnh cao đẳng đại học chỉ cho quý thầy học thôi, Phật tử không biết gì hết. Đi chùa theo ông thầy bà cô niệm Phật bày cho mình lễ sám tụng kinh làm công quả cúng dường cầu phước hết rồi, chúng ta đâu có được học như vậy. Cứ nghĩ rằng học Phật để cho thanh niên chứ không phải là học Phật tức là tìm hiểu chân lý triết học của sự sống, con đường để mình chấm dứt khổ đau cho chính mình. Đức Phật nói kinh cho tất cả chúng sanh, đâu phải cho người xuất gia không? Nhưng chúng ta hiểu điều này đấy. Thành ở đây quý vị rất là may mắn. So với thầy ngày xưa thì thầy các vị may mắn không thầy nhiều lắm. Thầy ở trong một cái môi trường gia giáo gia tộc ràng buộc vô cùng, không dễ dàng để xuất gia được, không dễ dàng để tiếp xúc đạo Phật được. Bên cạnh đó thì số càng tà kiến ba cô rồi gặp đến chùa một cô yến đó bỏ mùa cho sư nói như vậy đó. Cô em sư ra gì sư vừa sư ốm tư tư ông lên ông rất là sư đẹp đầu miệt thị như vậy. Thành mình lúc nhỏ mình nghe câu đó mình cũng thằng bác phải cũng nghe hồi nhé, cô em ra gì thì bị tà kiến đó, bị tiêu truyền, bị đầu đọc đầu rồi đấy. Đó. Rồi trực trên chén một con gà trống tiếng rồi riêng cho thầy miêu tả nó thầy cũng thảm hại như vậy đó. Chúng ta nghe là cái tà kiến xung quanh nó diễn ra như vậy đó. rồi tới khi mà quyết định xuất gia thì nói rằng là con vua thì là vua con sải ở chùa biết hết ra họ nói thầy nói biết hết ra cũng được chấp nhận một cái đó là không nghĩ rằng đi tu là sẽ đi học, đi tu là sẽ làm cái gì cứ ngồi đi sát cái chiều cái đó ra rồi ăn miếng cơm rồi gõ mỏ cái đó ra nghĩ như vậy. Ở đây còn ba nó không hiểu gì nữa, không đơn giản là thưa quý vị. Người ta chừng mà vô đi vô học Phật không vậy, vô học Phật không có thằng nói này đó, ông nói ngán tu nên con đừng trả đời. Cái đời sau này á có vợ sinh mấy đứa con không đấy. Cái thầy mới cự lại đi không? Thầy nói thưa thầy, con thấy lạ quá. Một người thanh niên nuôi một cô vợ vài đứa con mà nuôi không nổi thì người này làm sao có thể gánh vác được cái nỗi đau khổ hàng trăm ngàn gia đình Phật tử? Người này không đủ trí tuệ, không có bản lĩnh, không đủ sức mạnh của tâm hồn, nghĩ được thì làm sao mà chi chối được, làm sao giải quyết được? Như vậy thì tất cả những người xuất gia chỉ là những đám người chùa thôi sao? Là những người tầm thường vô chùa rất là nhẹ thôi sao? Ông nhỏ cũng lý lẽ không? Nhỏ cũng lý lẽ ông ngàn có xuất đó bây giờ là chán gì ta không ngàn nữa ông ngàn nữa là sao nào ông thầy cũng như bài thầy không ngàn nữa cho nên là không thuộc bài đi thuộc bài cho nên á giờ cũng không gì xuất học. Ông thầy mình chết rồi, nó lưng có hiện hồn không? Do thầy mong như thức học mà ông hỏi rằng pháp trần lạc tả ấn tử là gì? Cái thầy cũng cầm, cũng đặt thầy đi vờ em không chứt lại, ông nói chuyện gì, đưa lên, đây là bài không?
chồng nói dạ thưa thầy, thầy biết rồi, hỏi con chi muốn. Nó tốt giờ bài không mà sao khỏi não. Đi là cả, nói là thầy biết rồi, đừng có hỏi con chi nữa. Tôi giờ bài không sao nói lại. Cho nên thưa vị, là nó nguy hiểm như vậy trong cái môi trường giáo dục kỳ lạ. Bác mình học những cái điều mà mình thấy chấp nhận được, bác mình nhớ những điều mà mình không chấp nhận được. Rồi trong lương cũng vậy, mình nói rằng là người xuất gia bất nên ăn bất trị ba người gia nghiệp đúng viên tới tự không được. Người xuất gia là không có khả năng ăn bất trị ba, đối với gia nghiệp thì không có thừa cớ để cúng dỗ tự dụng. Tự nhiên gắn kết người xuất gia này nó sẽ không, người xuất gia không còn đủ trí tuệ để ăn ba định quốc, sau đó là không được là đối viên tới tự hay là bất nên ăn bất trị ba. Như những ông quốc sư ngày xưa thì sao? Thầy của vua, giết cho vua trị quốc thì sao? Sau này lớn lên nó tìm ra, thì câu đó là câu của ông vua Chu Nguyên Chương. Ông ít nhà chùa phải bỏ câu ấy vô, rồi tiêu diệt hết tất cả những tư tưởng mà đứng lên để hành Bồ Tát đạo cứu vớt chúng sanh như là một chút tiền của trong chùa. Vì sao? Bản thân ông là một chút tiền. Chỉ vậy sao? Thế ông là một chút tiểu, ra có chủ đức được không để làm phúc. Cho nên ông không muốn này, con cũng tiểu chốc như ông. Và cái cơ nghiệp của ông thì sân tố. Ông vua nào cũng muốn cho cái gia nghiệp của ông là gì? Là vàng thế đó. Như vậy, thì ghét cho ông chuột. Nếu mình không học, không tìm hiểu, mình không lỗi ra khối, mình nghĩ là Phật. Được không? Cho nên học Phật quan trọng lắm. Thành ra, đây chúng ta cố gắng phát tâm học Phật. Rồi, ở trong 10 cái duyên như vậy, rồi 8 sắc thái như vậy, chúng ta biết rồi. Còn đối với người xuất gia thì tố dạy thế này, là được xuất gia thọ giới tụ túc, tức là giới tỳ kheo đó, được gặp đạo tràng, được nghe thuyết pháp, chiêm bái xá lợi, tu tập sám môn, hội mộ, thiện hữu, thánh duyên đại đủ, như vậy mà còn không phát đại tâm, hối đợi đến khi nào? Ngày nào mà hôm nay chúng ta đã nghe cái duyên như vậy không phát đại tâm thì hoàn cảnh thuận lợi. Bây giờ này các vị đồng ý là già chứ không phải là trẻ. Giờ hỏi các già bao nhiêu rồi? Già con mấy chục thì trẻ hơn những người 90. Thế này không sao, lỗ tai chưa biết, mắt chưa mờ, còn có chiếc cơ đen, còn cáo mặt thì không học đạo, từ đạo đi học đạo. Chúng ta có già thì già, nhưng chưa có già hơn ông lợi tướng cuối cùng của Phật là 120 tuổi. Thành so với 120 tuổi lợi tướng cuối cùng của Phật thì mình còn kế chán, phải không? Thế là có lời gì? Học đạo bình thường. Cầu xin đại chúng thương xót thành tâm ngu muội của tôi. Ngài nói một lời khiêm tốn. Xét đến chí nguyện khổ sở của tôi mà cùng tôi lập nguyện, cùng tôi phát tâm. Sự phát tâm của riêng Ngài, nhưng Ngài cũng truyền cảm hứng cho chúng ta. Chúng ta có thấy như vậy không? Có thừa nhận như vậy không? Nếu như thế, đã thừa nhận như vậy, thì chúng ta cố gắng phát đại tâm, học Phật Pháp, thấy con đường giác ngộ, và trong đó hành trì được chút nào, thì có lợi cho tự thân của mình, gia đình của mình, cuộc sống của mình. Chúng ta học Phật Pháp, chúng ta sẽ biết rằng mình không dạy gì, mình nổi giận. Tại vì sao? Bởi vì nổi giận lên, thì như là một áng mây chi lấp trên tâm trí, chúng ta là tức tâm mình sẽ đi vào cái bóng tối, và áng mây đó, áng mây của giận, của hờn, của si mê đó, nó chi lấp phúc trí, mà chi lấp phúc trí thì đời sống chúng ta sẽ khổ não trầm luân. Nếu như có chút phương tiện ngày hôm nay cũng như là phước báo đời nào đỡ lại, nhưng đời này không vun trồng thêm thì chắc chắn sẽ bay bọt hết. Do đó hiểu điều này, thành ra chúng ta phá cái kiến nghiệm là không dừng lại sự tu tập. Ở tu tập được một chút nào, am hiểu một chút nào, thì đó là ánh sáng, đó là giác ngộ, đó là sự cứu phước cho chính bản thân của mình. Ai chưa phát thì ngay lập tức lên mình phát. Ở trong này có ai chưa phát ca bồ đề không? Hả? Phát hết rồi phải không? Học có ai mà chưa phát ca bồ đề thì thôi xong rồi. Ai đã phát rồi thì nên tiến triển, tức là cái tâm bồ đề nó gì, nó phát khởi mạnh lên, tiến triển lên. Rồi sau nữa tiến triển rồi thì liên tục đừng sợ khó
mà khiếp, hãy lùi bước, đừng cho dễ mà khinh thường thời hợp, đừng ham đau mà thành tóc tóc, đừng biếu nhát mà thiếu dũng khí, đừng ớ ói mà không phóng trống, đừng chăn trở mà gạch kỳ hạn, đừng vì thiếu thông minh mà không lưu ý, đừng vì trình độ giảm giảm mà tự khinh không có phạm. Cho nên phát công như vậy, giữ gì như vậy, điều như vậy, tiến bộ từng giờ từng phút như vậy, như trồng cây lâu ngày thì rễ đang xuống sâu, trồng cây thì cái rễ nó sinh ra và đang sâu xuống thì vững chắc, nhưng mài dao mài mãi thì dao cùng cũng thành sắt, cứ mài vai thôi chắc chắn nó sẽ tiến bộ. Người ta học một người ta biết mười, mình học mười mình cũng biết một, cần cù cù thông minh thì học vài thôi, học một vài tự nhiên nó cũng sáng ra thôi. Không thể vì trở vì rỡ cạn mà không trồng để mà cái cây khô héo, đừng nghĩ rằng mình khó khăn hoàn cảnh mình cho phép mà mình không trồng cây bồ đề. Không thể vì giao cung mà không mài để giao vô dụng, tâm của mình cũng vậy. Phải biết rằng đi vô nhau mà mài thì trí nó biến, cũng như vậy nhân bất học bất tri lý, nghĩa là nó không học lớn lên làm đại quý, không có gì đó đâu nghe. Con học lớn lên chút thì không gì là đại quý không nha, con thực hiện như vậy ha. Nếu cho tu là khổ thì biết nhát còn khổ hơn, hay hiểu như vậy. Thì cho rằng học nhiều thì quên nhiều, học ít quên ít, không học cũng quên. Nghĩ nữa là không chăng, không biết này là gì, là cố gắng học thì nó sẽ tiến bộ hơn. Tu khó nhập một thời và an vui vĩnh viễn, người đây là khổ nhiều kiếp luân hồi rồi. Bây giờ tu, chúng ta nghĩ xem đây, niệm sinh niệm diệt, niệm sinh niệm diệt liên tục từ lâu là kiếp tâm thật, mà nhất là cái gì, cái con nào kiếp nào trong cái bãi địa cầu này cũng bị cái gì chi phối. Hôm nay quen một anh chàng, ngày mai không được biết những chia tay. Mình nói này nè, mối tình đầu tan dở, nhưng mà so vô lượng kiếp á, vô lượng mối tình đầu cái gì nữa, vô lượng quá thì mình quên sạch trơn hết. Bây giờ nghĩ về mối tình đầu phải không nè, đã nhìn thấy không gian như vậy, thấy con nào cũng bị ái nhiễm, thì cái ái nhiễm là cái tình đó. Mà bây giờ tự nhiên nó mới tình đầu chứ, giờ vô mình nói như vậy thôi, chứ nó vô lượng kiếp thì trồng luôn là ái nhiễm, cho nên nó còn ái hai luôn hồi nè. Như vậy mà mình nói là mối tình đầu gì, thành ra mình hiểu như vậy, cái suy nghĩ mình là khác đi. Thành ra mình biết rồi, mình không ghi hẹn đó, mình gắn mình tu tập. Tu một kiếp khó nhập mà cả đời an vui vĩnh viễn, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nhìn thấy một người chết hồi chiều vừa tại cung nghe câu của ngài sinh ra, lập tức ngài suy nghĩ một đứa trẻ sinh ra và nó sẽ chết như người hồi chiều này. Đó là con đường không ai có thể đến cùng, và ta cũng như vậy. Tại sao ta lại ở trong con đường đó? Cho nên nhất định ta phải ra. Thành ra ngài quyết chí đi ra, và ánh sáng đã tìm được, đạo đã tìm được, định tại tổ sư giữ gìn tới ngày hôm nay. Tới đường chúng ta hãy có gì, chúng ta lại không có tiếp nhận ánh sáng đó, chỉ có mình vô minh ham vui trong thân gian ngũ dục này mà thôi. Ham tiền bạc, ham sắc dục, ham danh vọng, ham ăn uống, ham ngôn ngữ, cứ ham như vậy suốt ngày làm nô lệ cho nó. Mình nói như vậy á mà không dễ dàng cái việc nó tham tùy sự lắm. Thành ra đây phát tâm khó nhận một chút nhưng mà vĩnh viễn được an vui. Còn ngược lại biết nhé thì giữa hồ một đời thư thái nhưng nhiều kiếp khổ đau. Cứ tìm một sung sướng một đời có vẻ an vui như vậy á, nhưng mà không biết rằng mình đi đâu ở đâu. Thì tôi cũng rất là sợ khổ lắm. Rồi bố hồi xưa mà có ơi bộ là Phật Quốc có ai đây này, mình nghe đâu là thọ có con trai ấy một ngày một bữa, hôm nay thọ có con trai và chim không được ăn, tám giờ rưỡi sáng mai xã giới rồi được ăn, cho nên luôn một con tôm đỡ sạch. Rồi cái đúng 8:30, 8:32 phút rồi chơi con tôm,
anh sống tốt quá mà, cho nên tu khổ quá. Hồi quê quê của thầy Việt Nam ngày xưa có bà cụ tu tập, thầy khuyến khích bà, bà cũng ráng tu, tu có con trai. Và trước khi tu có con trai là bà hay, bà hay nhớ sợ luôn, bà hay muốn này muốn kia, thì bà làm gì cái con giếng xào đó, bà chưng hú vô sẵn, tức là bà bổ vô một ngày đầy uống hết, đến ngày hôm sau bà đi ăn đói sợ luôn. Hay bà sợ, bà sợ bà đói một bữa bà chết hết. Thành ra là sợ lắm, sợ khổ. Có người họ đuối, họ khổ. Có người khổ cái khác. Chúng sanh cái khổ họ đa dạng đó quý vị. Những điều này thầy tưởng là có thật chứ không phải là thầy nguyện chuyện đâu nghe. Nhưng mà hiện nay huống chi là chúng ta lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền cầu cho lo gì không thoái chuyển. Lo gì mà thoái chuyển, tức là lấy pháp môn tịnh độ, tu pháp môn tịnh độ cũng giống như là thuận buồm xuôi gió. Thì gặp Phật A Di Đà, làm bạn với các vị Bồ Tát, làm bạn với các vị bất thối chuyển ở cõi đó một đời, đạt được nhất sanh bổ xứ, thì làm sao mà trở lại trong đồng lương nữa, nên không lo gì cả. Lấy tuệ giác vô sanh làm sức nhẫn thì còn sở gì mà khó khăn. Tuệ giác vô sanh tức là nhìn thấy vạn pháp vốn bất sanh bất diệt. Cái thế này chúng ta học sâu, bây giờ đây không thích ra sâu xa có hiểu, nên biết tội nhân trong địa ngục mà còn phát tâm bồ đề, huống chi chúng ta sao, chúng ta lại còn là con của Phật mà không lập đại nguyện trong đời này, vô thủy hôn về quá khứ không thể cãi lại, ngày nay tướng ngộ còn có thể sửa soạn tương lai. Trong quá khứ vô mình trầm luôn thôi chấp nhận, nhưng hôm nay thì chúng ta đã tướng ngộ rồi, chúng ta đã học Phật rồi, thì chúng ta là sao, chúng ta sửa soạn tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu. Chết rồi còn hay là hết, cái gì còn, cái gì hết à, các bụi trở vừa với các bụi, vừa với các bụi làm gì không biết. Giờ chết rồi thì đi vừa rồi không biết, lý luận đi đảo như vậy đó. Cho nên hôm nay chúng ta nên sửa soạn tương lai của mình sẽ đâu về đâu. Mê mà chưa tính có nhiều đáng thương, biết mà không làm thật đáng tiếc. Câu này hay lắm, chúng sanh trầm luân tham đắm trong cái thế giới này thì chịu của nó, nhưng chúng ta biết rồi chúng ta không tính, nó là điều đáng đấy. Chồng mình, con mình, bạn bè mình, nó không biết là chịu của nó, còn mình đã biết mà mình không tính, nó thật đáng trách phải không, đáng tiếc phải không. Sợ khổ địa ngục thì tinh tấn tự sanh, nhớ nghĩ vô thường thì biết nhát tự diệt. Sợ mình bị đọa cái địa ngục khổ đau cho nên mình ráng tu tập. Và mình thấy đây là vô thường tấn công mới đây, mới ngày nào đây, còn nhỏ tuổi cặp với cặp chạy tới trường tung tăng, bây giờ nhìn lại lớn rồi, già rồi, không biết chết lúc nào rồi. Nghĩ từng phút như vậy mà mình không thể nào lười biếng được nữa. Điều cần thiết để lấy Phật pháp làm sôi, làm rôi cảnh sắc, tức là cái rôi nó sắc tấn mình, cảnh tức là cảnh tỉnh và sắc tấn. Thì rôi giống như là cái gì đó nó nhăn nhá, nó đánh vào cái tâm của mình, mình thấy khổ thẹn quá mà đã tu tập. Lấy thiện hữu làm tê giọng chết, làm gì, làm tê chết giọng luôn. Lấy cái người bạn lành là cái người dẫn đường cho mình, trọn đời cố bám víu không tách trời thì không làm gì còn có sự thối chuyển. Tức là trọn đời mình không bám víu thế gian này, chỉ lo tu tập thôi, thì lo gì mà không thức đích. Đừng lo một niệm nhỏ, đừng cho một niệm nhỏ là nhỏ rồi, đừng cho lời nguyện là thường. Một niệm cho đèn nhỏ coi thường, một lời nguyện cho đèn nhỏ là coi thường đó. Tâm chân thì sự thật, nguyện trọng thì hành sâu. Cái tâm mình chân chánh thì sao? Thì đó là sự thật sẽ diễn ra, và cái nguyện mình xấu trải thì cái hạnh mình sẽ sâu xa. Không gian không lớn mà trong tâm mới lớn, kim cương không bền mà nguyện lực mới bền. Kim cương thấy nó vậy, nó có thể phá hủy tất cả,
nhưng nguyện lực vô hình, nguyện lực vô hình mà vô hình như là hư không, hư không thì làm gì hủy hoại, trong khi dạng vật được hủy hoại. Cho nên phát nguyện gì là hư không hữu tạm, ngã nguyện vô cùng, và ngã nguyện vô cùng. Quý vị nghe một tiếng chuông, quý vị nghe một tiếng chuông, mình cảm nhận tiếng chuông. Nếu mình đến tiếng chuông lớn quá khiến cho chát tai, bởi tiếng chuông không biết rằng cái tiếng chuông làm phiền tai người ta, không biết rằng tiếng chuông mà vỡ tiếng chuông vỡ đi công sức người ta có được thế nào tạo lên. Đến tiếng chuông cảm nhận là trong đó có sự có mặt của mọi người, có mặt của đàn anh thí chủ không tiếng chuông này, có mặt của người làm ra nó, và cái âm vang của nó đem đến sự an vui, cảnh giác, say sắc tấn, thức tỉnh cho bao nhiêu người. Một tiếng chuông như vậy cái đêm đó nó chứa đựng bao nhiêu cái diệu dụng, đó gọi là vô tình. Và đối với cái nhìn như vậy thì từng chữ vô tình đều là phật đạo, tuyệt vời không? Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung, cứ phẩm liên hoa quy phụ mẫu, hoa khai kiến phật ngộ vô sanh, bất thối bồ tát như là nữ. Đó thì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả trời tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo, từng chữ vô tình trọn thành phật đạo. Cái chữ vô tình nó là như vậy, là hoa rơi, là nước chảy, là mây trôi, đều là gì? Đều là diễn pháp âm. Thấy thì cái giới này siêu việt vô cùng thú vị. Như vậy cho nên ở đây chúng ta không cho rằng là cái nguyện là đơn giản, mà nếu phải thật đại chúng không bỏ lời tôi nói thì quyến thuộc giác ngộ bạn đền sen vàng từ đây tới cha. Ý ngài ngài thật hiền nói rằng đại chúng không có bỏ qua lời của ngài thì chắc chắn là quyến thuộc bồ đề với ngài và gì nữa, và cái kênh cái cực lạc tây phương, kênh cái hoa sen vàng kia chúng ta sẽ kết giao vào đó, cùng nguyện đồng sanh tịnh độ, đồng thấy Phật Di Đà, đồng hóa chúng sanh, đồng thành tịnh giác. Như vậy thì 32 diệu tướng, 50 tam phước đa nghiêm hẹn bắt đầu từ sự phát tâm lập nguyện ngày hôm nay. Ý nói rằng kết quả thành Phật của tương lai và trăm ngàn phước tướng đa nghiêm bắt đầu từ niệm một niệm ngày hôm nay. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà kinh điển nói rằng á, dầu làm trăm ngàn việc tốt mà không có sự dẫn dắt bởi Bồ Đề Tâm thì đó là ma sự chứ không phải là Phật sự. Làm việc tốt mà không được sự dẫn dắt tốt dục chỉ dẫn của Bồ Đề Tâm đó là ma sự chứ không phải là Phật sự. Vì vậy cho nên tại sao mà sơ của các Phật học phải được học đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm, và sau đó làm tất cả công việc đều là sự soi sáng của Bồ Đề Tâm. Và xin đại chúng cùng nhau nỗ lực thật là vô cùng may mắn. Chúng ta trình bày ở đây đại chúng hồi hướng nghĩa